là phố Điện Biên Phủ. Quận Ba Đình, Hà Nội. Phải, đây là bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, cột cờ Thăng Long Hà Nội xưa. Ở góc bên trái đây là quảng trường công viên Lenin. Đường Hoàng Diệu. Ở bên trái là phố Lê Hồng Phong. Thẳng tiếp là phố Điện Biên Phủ. Hướng về quảng trường Ba Đình. Bên trái là đại sứ quán Malaysia. Góc bên phải đây là Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trước đây là quảng trường Ba Đình. Đây là tòa nhà Bộ Ngoại giao. Và bên phải đây là Văn phòng Quốc hội. Cắt ngang phía trước là đường Hoàng Văn Thụ. Quảng trường Ba Đình nữa vậy. Rồi, thẳng phía trước đây là phủ chủ tịch nước. Bên phải đây là văn phòng Trung ương Đảng.
trái là phủ thủ tướng. Đầu đường Thanh Niên, phải là đền Quán Thánh. Bên trái đây là Hồ Tây, Hà Nội. Đây là ngày xưa gọi là đường cổ nhằm chặt đây là Thanh Niên, Hồ Tây mà. Bên phải đây là Hồ Trúc Bạch. Đường Thanh Niên nó cắt đôi hồ, một bên trái là Hồ Tây, bên phải là Hồ Trúc Bạch. Xa bên kia là khách sạn Daewoo, và bây giờ gọi là Bank Pacific. Hồ Trúc Bạch. Chùa Trấn Quốc nằm bên Hồ Tây. Rồi đặc sản bánh tôm Tây Hồ đây, Hồ Tây này. Đó nhà hàng. Đây chùa Trấn Quốc bên trái. Xong với bờ đê phụ quý vị. Đây là thuộc quận Tây Hồ, làng Yên Phụ ở đây quý vị. Bây giờ là phố xá sầm uất rồi. Thank you.
Đây bên trái là khách sạn Thắng Lợi, nằm bên Hồ Tây, Hà Nội. Hôm nay là cuối tháng 12 2016, mùa đông nên cây cối ở miền Bắc bắt đầu thay lá rụng, khí hậu lạnh khô. Vâng, và đây là gặp lại đầu đường D Yên Phụ.